Kiêu Kỵ là một làng Việt cổ ở vùng châu thổ sông Hồng, xưa có tên là làng Cậy. Trước đây làng Kiêu Kỵ thuộc Tổng Đa Tốn, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh cho đến những năm 60 của thế kỷ 20. Sau này làng thuộc xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Làng nằm ở bờ bắc sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km. Nghề quỳ vàng bạc xuất hiện ở làng Kiêu Kỵ cách đây khoảng trên 400 năm. Dưới thời Hậu Lê, thủ ấy có ông Nguyễn Quý Trị, ông Đỗ Tiến Sĩ, khi đang giữ chức tả thị lang, Hàn Lâm Viện trực học sĩ. Trong một lần ông đi sứ sang Trung Quốc, học được nghề rát đập vàng bạc để sơn thiếp vàng câu đối, hoành phi, tượng khi về nước, ông đã truyền thụ cho dân làng Kiêu Kỵ. Tương truyền, sau khi ông Nguyễn Quý Trị đã truyền nghề rát quỳ vàng bạc cho dân làng, ông rời làng đi để tưởng nhớ tới công ơn của ông. Dân làng Kiêu Kỵ đã suy tôn ông là tổ sư nghề rát vàng bạc và lấy ngày 17 tháng 8 âm lịch làm ngày cúng dỗ tổ nghề. Theo những bậc cao niên ở làng Kiêu Kỵ, xưa kia để làm được quỳ vàng bạc hoàn chỉnh cần tới 40 công đoạn, nhưng nay đã cải tiến nên chỉ còn khoảng trên dưới 20 công đoạn. Cụ thể như trải qua các bước làm lá giống, làm quỳ vỡ, cắt diệp, long quỳ, cắt dòng, đánh quỳ, chặt. Quỳ nghề rát vàng, bạc quỳ Kiêu Kỵ đang ngày càng phát triển. Năm 2008, Hội Rát Vàng Bạc Quỳ Kiêu Kỵ được thành lập với 74 hội viên. Tháng 8 năm 2017, được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến Nông Sở Công Thương thành phố Hà Nội hỗ trợ lớp ngắn hạn sơn thép vàng mỹ nghệ và rát quỳ vàng. Các thành viên của Hội Rát Vàng Bạc Quỳ còn chủ động mở hàng chục lớp dạy nghề tại huyện Ba Vì, các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang cho hơn 1.000 lao động nông thôn và nhiều phạm nhân đang trong thời gian cải tạo giam giữ, giúp họ có nghề để sống lương thiện khi hòa nhập cộng đồng. Thị trường tiêu thụ vàng, bạc quỳ ngày càng được mở rộng. Hầu hết các làng làm nghề tạc tượng, khắc hoành phi, câu đối, hoặc làm hàng sơn mài như Sơn Đồng, Vũ Lăng, Hạ Thái, Mài Động, Đồng Quang, Liên Minh, Cát Đằng, Bảo Hà. Nhiều nghệ nhân ở Đình Bảng, Huế và miền Nam đều là những bạn hàng thân thiết của Kiêu Kỵ. Không những xưa kia mà gần đây, các họa sĩ trang trí những công trình kiến trúc lớn cũng đã tìm đến vàng quỳ Kiêu Kỵ dùng cho việc trang trí nội thất cho các công trình văn hóa, hay các gia đình cũng chuộng những sản phẩm rát vàng quỳ.